Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Miền Bắc mình chấm dứt mưa, đã bắt đầu vào điểm nắng đầu tiên của mùa hè rồi. Những cái nắng oi bức đầu mùa. Năm nay thì hết dịch giá rồi, điều hòa thì các nơi về rất là đều. Nên năm nay điều hòa bọn em rất là ế. Mê hai là giá thành năm nay thì càng vào chính vụ thì điều hòa càng rẻ, vì ế quá, không bán được. Bây giờ chỉ mong thu lại được vốn thôi. Giá bây giờ chúng em bán ra là giá thu tiền về, thực ra là không còn lời nữa rồi. Thì bác nào mà đang cần mua điều hòa và nóng quá không chịu được rồi thì có thể alo cho em. Và đang tìm mua lắp thêm cho phòng mình những chiếc điều hòa mới để cho các cháu nghỉ hè nó được làm mát mẻ. Thì các bác ủng hộ điều hòa nhà em nhé. Nhà em thì máy từ 9.000 đến 28.000 BTU là vẫn đang còn. Đấy, tức là từ máy 9 đến máy 28.000. Tức là từ máy đầu 22 đến đầu 71, 81 nhà em đều còn. Đấy, rất nhiều dòng máy các bác nhìn ấy. Hết thì em lại cho ra. Hôm nay thì cơi thêm một da nữa ra thì quán xá rộng hơn. Hôm nay thì các bác Bắc Linh xuống ủng hộ máy rửa bát thì quá đông. Thật sự luôn. Máy rửa bát thì đấy các bác nhìn đấy. Đấy, ván rồi đấy. Đấy, thì các bác cần mặt hàng gì cứ alo cho em Lâm nhá. Bếp từ rồi mọi thứ em vẫn đang còn nhá, bếp ga nhá. Thì trước mắt các bác đây thì là một con điều hòa Panasonic. Con này thì đầu 25. Tương đương với máy 10.000 BTU. Con này thì chạy cho phòng tầm 15 đến 16 mét vuông. Bao cho bác đắp chăn thì thôi. Thì em xin phép giới thiệu qua cửa hàng em một chút. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác là tiện liên hệ với nhà em. Thì đây, không làm mất thời gian bác lứa, em xin phép quay vào máy luôn. Đấy, thì khi các bác mua thì máy nó sẽ được nhận như thế này luôn, trắng trẻo đẹp trai như thế này luôn. Đấy, con này thì sản xuất đát 2012. Thì em sẽ quay vào tem cho các bác được nhìn luôn. Đấy, tem của nó đây. Có đợi một chút để em lấy nét. 25LEE9 cục nóng ở dưới đây. 25LEE9 đát 2012 đây. Đây tem đây. Đát 2012 đây. Đấy, cục nóng đây. 25LEE9 dàn chạy dàn kép. Cục nóng nặng bao nhiêu cân đây? Đấy, nặng 22kg. Đấy, dàn kép nặng 2kg. Con này của em nó là bàn đủ. Đấy, bàn đủ thì nó sẽ được mạ dàn chrome màu xanh. Đấy, chấm mét luôn. Đấy, dàn mạ chrome màu xanh, cực đẹp luôn. Đấy, đằng sau đây không vỡ dập nứt bẻ gì. Đấy, đực cái còn nguyên. Đấy, con này thì full tính năng Lia, Lalo, Eco, tiết kiệm điện. Lưới Lia thì không rách một chút nào luôn. Đấy, em bắn nhiệt độ luôn, các bác được xem luôn. Đây, đấy, nhiệt độ ở ngoài trời là 22 độ. Vì hôm nay nó quá nắng này. Đấy, nó đang xuống nhiệt độ đây. Ở ngoài trời bây giờ đây. Để bắn mà nhìn 40 độ, 38 độ. Đấy, rất là nắng luôn. Nóng cực kỳ luôn. Đấy, điều hòa nhà tiết kiệm điện, inverter chạy lạnh 2 chiều, full công nghệ, Lalo Eco tiết kiệm điện, diệt khuẩn, auto lia dàn, muốn dùng lần dùng xong. Ở nhà em bác yên tâm là bao giờ mua cũng là tôn zin khiển zin đi theo máy, không lấy tôn zin khiển zin trừ đi 600.000. Đấy, vô tư luôn. Đấy, chứ còn bây giờ mà mua cái máy chức năng xong dùng cái khiển tàu thì thà rằng có mua cái máy thường còn hơn. Đấy, full tính năng luôn, cục lắng đẹp chấm mét luôn, không vỡ dập nứt bẻ gì. Được cái bịt trục còn nguyên. Đấy, không thiếu một cái gì luôn. Trùng đầu trùng đít. Máy đây. Đấy, các vách đây. Không vỡ dập nứt bẻ gì. Thì những vết bẩn bẩn nhà tay em bẩn nhau sờ vào thì một lát sẽ đi lau đi sau. Đấy, tranh ảnh như vậy. Sau mới dính tranh ảnh vào. Thì quay video sẽ không dính vào các bác một máy vỡ dập gì. Đấy, cực đẹp luôn. Con này thì em xin phép báo giá luôn cho các bác luôn. Và chung kết lại cho các bác luôn. Trước này em bán cho các bác là bao zin. Đấy, ga là ga làm mới 100%. Đời này thì vẫn chạy ga 410 lạnh dịu. Đấy, chạy ga 410. Đấy, em bao bác là ga làm mới này. Dàn zin, tất cả thật zin, không động chạm, không chế cháo gì, không chắp vá ở đâu cả. Đấy, quá đẹp luôn. Em báo giá công khai luôn bác là giá là 7 triệu. Đấy, chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm đổi nguồn. Đấy, đổi nguồn thì thêm 500.000. Tiền phí ship bác tự chịu. Đấy, giá là 7 triệu. Giá trên là không có xê dịch. Đấy, bác nào ưng thì ủng hộ. Giá này là giá lúc em nhập vào 7 triệu, chưa tính bỏ công ra dọn. Đấy, chưa biết sống chết, chưa lạp ga, chưa khiển, chưa tôn,
Một bộ máy này bọn em lỗ 5 đến 700 ngàn một con máy. Đấy là tính tiền đồ đập vào nó, còn chưa tính công dọn mấy vật tư bỏ ra đâu. Đấy, cho nên là không bao giờ còn lái nữa rồi. Năm nay càng vào chính vụ điều hòa càng rẻ càng xuống giá. Tầm này các bác mua là lựa chọn sáng suốt nhất. Chứ vào cao điểm mà chẳng may điều hòa lại khan hàng như năm ngoái thì giá nó đùn lên rất là cao. Nên bác nào đang tìm hiểu mua điều hòa thì đây là một chiếc điều hòa đáng để các bác cân nhắc. Đấy, full công nghệ. Đấy, chạy nóng lạnh hai chiều, dùng 4 mùa hút ẩm. Đấy, giá thì bây giờ giá thu tiền. Còn chiếc này của nó chạy là 600 W nhá. Đấy, chạy tối đa là 600 W. Đấy, khi lên hết tua là 630 W. Đấy. Đấy, 630 W lên hết tua. Đấy. Nó hơi nhòe vì phải lấy led đấy. 630 W. Tổng suất chạy là 1200 W là tải của nó. Thì các bác bọn em bán nó cái nguồn 2 kg chạy là vừa. Đấy. Điều hòa chức năng thì em chưa muốn chuyển bằng tụ bởi vì là sợ ảnh hưởng đến các chức năng nên em muốn để zin. Đấy, để bán cho các bác. Đấy. Quá đẹp luôn, giá thu tiền. Mua cái máy 933 Việt Nam Inverter 2 chiều mà công nghệ như này thì phải tầm trên 20. Còn mà Inverter 2 chiều không thì nó rơi tầm 16 triệu. Đấy, 14 đến 16 triệu. Đấy, 1 chiều là 13 triệu rồi mà con này có 7 triệu. Thì thật sự các bác đáng để các bác cân nhắc mua. Máy thì em bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy. Còn vẫn hỗ trợ sửa chữa trọn đời, các bác yên tâm. Đấy. Em xin nói lại chiếc này luôn này. Chiếc này là máy 10.000 BTU, chạy trong vòng 16 mét vuông trở xuống, bao zin toàn tập. Đấy, khiển zin tôn zin, giá 7 triệu bảo hành 1 năm. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại. Đấy, ủng hộ cho em để em thu tiền về. Đấy, các mặt hàng khác như bếp ga VIP vẫn còn nhiều nhá. Bếp từ đầy đủ hết, máy giặt các thứ luôn. Đấy, máy rửa bát, hút ấm, đầy đủ mặt hàng. Bác cần gì thì cứ alo cho em. Đấy, em chào các bác nhá.